Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn đang dự hệ thống băng tần VNTV và vẫn đang xem chương trình điểm tin của buổi sáng ngày thứ năm. Và chương trình này cũng hân hạnh được bảo trợ bởi tiệm vàng Miley với các loại vàng bạc nữ trang và trang sức và những shipping đến tận nhà quý vị với các loại thẻ Visa Mastercard. Xin hãy đón xem chương trình live show trực tiếp của Miley trên hệ thống băng tần VNTV cũng như là trên kênh YouTube Miley Diamond Show vào mỗi thứ ba hàng tuần từ 1 giờ cho đến 3 giờ trưa để chọn lựa ra những sản phẩm mà quý vị yêu thích. Xin kính mời. Chúng tôi xin phép quay trở lại phần điểm tin. Thưa quý vị, một cái tin nữa mà chúng tôi cũng cần phải thưa quý vị, những vị nào mà có tính ham vui và thích chơi những nguy hiểm, chẳng hạn như là vấn đề mà parasailing, tức là vấn đề mà đi cái dù xong rồi để cho một cái tàu nó kéo chạy xong rồi để cho cái dù nó bung lên và mình bay bổng trên không. Thì một tai nạn xảy ra đó là ở Florida, đó là nơi mà có cái hồ rất là lớn. Thì một cái tàu đang chạy, tự dưng một cơn gió mạnh tới nó làm cuốn cái dù vào và cái người mà lái tàu lại phải nói là không biết là ngu ngốc hay như thế nào, nó lại lấy dao cắt đứt cái dây đó thì làm cho cái dù nó bay ra luôn và mang cả ba người văng ra xa. Mà trước khi mà văng ra xa là kéo lê trên mặt đất mặt nước một lúc rồi mới đập vào cái thành cầu và người phụ nữ chết ngay tại chỗ, người mẹ chết xa, một người con trai thì cũng bất tỉnh, bị thương rất nặng, còn người kia thì bị chảy chụa sơ sát. Đây là một cái tai nạn rất là buồn, trong khi đó thì gia đình đang đứng ở bên bờ hồ lại nhìn ngắm theo dõi cái người thân của mình đang bay trên mặt nước. Bởi vậy chúng ta nên cẩn thận. Mỹ có nhiều trò chơi rất là nguy hiểm, chẳng hạn trò chơi bungee đó, đứng ở trên cầu cao xong cột dây người xong rồi nhảy xuống từ cái độ xa xong cái dây nó rút lên đó. Mà cái trò đó kinh khủng quá, người Việt Nam chúng ta không có nên chơi, mặc dù tôi là lính chiến mà tôi thấy cái đó tôi cũng sợ hơn đi ra mặt trận luôn đó. Thành ra không có nên chơi những cái trò nguy hiểm như vậy. Người Mỹ nó có tính liều mạng, tôi đã thấy rất là nhiều cái trò chơi phải nói là chết người chỉ trong nháy mắt thôi mà họ vẫn cứ chơi. Chúng ta không nên đứng gần cái đó mà không nên chơi cái đó, thưa quý vị. Và chúng tôi cập nhật một trong những cái bản tin mà rất là gây tranh cãi khi mà tỷ phú Elon Musk là một trong những cái người sáng lập ra Tesla. Và ông đã có những cái phản ứng gay gắt khi mà cái người Jason Palmer là người đang đồng sáng lập về cái số tiền số Dogecoin khi mà gọi ông là một cái kẻ lừa tiền. Ông nói rằng là nếu mà các con tôi viết cái code tốt khi từ năm 12 tuổi thì chúng tôi sẽ có nhiều những cái dạng đoạn mã vớ vẩn mà Palmer đã gửi cho tôi. Ông viết như vậy. Và nếu mà nó tuyệt vời như là Palmer đã nói thì hãy chia sẻ với thế giới và làm cho trải nghiệm của mọi người trên Twitter sẽ tốt hơn như vậy. Và cái phản ứng này ông đưa ra khi mà một trong những người đứng đầu của cái tiền meme coin, còn gọi là Dogecoin này, đã chỉ trích ông Elon Musk trên cái trang Quirky của tờ Australia. Ông nói là ông Musk không hiểu gì về cái vấn đề lập trình hết. Và ông Palmer đã lần đầu nhắn tin cho ông Musk trên cái trang Twitter cách đây vài năm, và khi đó là nói rằng là tạo ra một cái bot để giúp phát hiện lừa đảo số tiền trong những cái bài mà đã được đăng, và làm việc với những nhà sáng lập Twitter là Jack Dorsey cũng như là những cái đội mụ ngủ của mạng xã hội Twitter này để có thể chuyển ngay lập tức những cái báo cáo cho những người trong cái sáng lập viên. Và đồng thời ông Palmer cũng đã chia sẻ cái bot này tới những người có ảnh hưởng khác trong cái số giới tiền ảo này. Và sau khi mà ông đã chấm dứt vào cái dự án Dogecoin năm 2015, ông nói đây là một trong những cái văn hóa độc hại. Nhưng mà thực tế thì cái mục đích để mà tạo ra cái meme coin này, khi mà đúng sau để mà có chủ yếu thì có thể là troll cái số tiền này và xem nó giống như là một cái trò đùa. Trong khi đó thì ngược lại, ông Elon Musk thì ông lại rất là tích cực quảng cáo cho cái đồng tiền số Dogecoin này và gấp giúp cho cái đồng này tăng giá lên đến hàng triệu lần, mà nếu những người nào sử dụng thì có thể là sẽ thấy được cái chuyện này. Và trong một cái bài đăng vào ngày 31 tháng 5 vừa rồi thì ông Palmer đã gọi là Bill Marcus, cũng là một trong những cái người sáng lập cái đồng Dogecoin này, để lên tiếng làm chứng cáo buộc ông Elon Musk, nhưng mà không có được một cái lời phản ứng nào từ ông Marcus này. Sau đó thì ông Marcus cũng đã viết có một cái tweet riêng cho biết rằng là những người đi sau ông như là Jason Palmer đã nghĩ về cái vấn đề lập trình cho cái đồng Dogecoin này theo cấp số nhân dựa trên những cái đoạn mã mà đã có sẵn. Và tôi nghĩ là tôi cũng đã viết khoảng 20 cái dòng mã này và đã sao chép phần còn lại thôi. Thì để mà đáp lại cái vấn đề này thì
Ông Elon Musk, ông chỉ nói rằng là không thể có thiếu những lần công khai để mà ông ủng hộ cho cái số tiền này để mà phát triển về cái đồng Dogecoin đó. Và sau cái mỗi cái tweet của ông đã xuất hiện trong cái năm vừa rồi thì cái đồng này luôn luôn được tăng rất là nhiều. Còn trong năm nay thì ông Elon Musk, ông hình như là không còn có những cái tweet để mà viết, nên là cái đồng này nó vẫn còn đang chừng lại. Và ông hay nhắc đến cái token này hai lần nhưng mà chỉ có tăng vài phần trăm thôi, và sau đó nó đã đi sụt giảm lại trở lại. Có lẽ chính vì vậy mà cái ông Palmer này ông đã lên tiếng và chỉ trích là ông Elon Musk. Thì không biết là cái vấn đề mà cái tiền số Dogecoin này nó sẽ đi tới đâu, thì chúng tôi cũng sẽ theo dõi để mà gửi đến tin cho quý khán giả khi mà ông Elon Musk đã bước vào cái Twitter như vậy. Thưa quý vị, không có tin này quý vị cũng nên để ý nha. Những người mà có giấy phép đánh bắt cua đó, cua cá gì đó, cua tôm cá gì đó, tất cả người ta đều biết phải có giấy phép, mà nên nhớ là đừng có đánh lậu, đừng có đánh vào những khu bảo tồn thiên nhiên. Thưa quý vị, một ngư dân vô tình họ đi ngang qua cái khu bảo tồn biển quốc gia gần Bắc Farallon ở San Francisco cho biết là họ thấy có nhiều cái bẫy đánh cá cua đá ở cái nơi mà bị cấm, cái nơi đang bảo vệ động vật hoang dã. Thì người ta so sánh với cái con số cái thẻ ở trên mấy cái dây, mấy cái bẫy đó để biết được là người này tên là Trần. Người nói là Trần thôi, không biết là Trần gì đây. Ông Trần này được giấy phép vào tháng 12 năm 2020, được đánh bắt cua mà 257 trong mùa đánh bắt đó và ở chỗ khác. Ông này xong vào đây mà để vào đây thì ngon lành quá rồi, chẳng ai chiếm cứ cái con cua của mình được. Thành ra anh ta bị bắt rồi bị phạt, bị phạt rất là nặng. Thưa quý vị, anh ta đang than thở là tôi không biết, tôi vô tình, tôi không lỗi, nhưng mà có thể là anh ta bị phạt tới $912,500, $912,000 gần 1 triệu bạc. Trong khi đó thì không biết là anh ấy lời được bao nhiêu, chỉ biết là năm vừa qua đã cái lợi tức anh khai báo anh được $60,000, bây giờ bị phạt $912,500. Thì không biết lấy tiền đâu ra mà trả số tiền phạt này. Thưa quý vị, bởi vậy chúng ta nên cẩn thận nha. Ta có giấy phép, chúng ta người Việt chúng ta hay đi nghe tin ở chỗ nào cá lên hay là cua lên cái gì đó thì phải chờ cái ngày nào mà họ cho phép, chứ không phải là ngày nào cũng đi bắt, ngày nào cũng đi lụm được. Cái đó nhiều khi bị phạt oan uổng lắm, thưa quý vị. Và chúng tôi cập nhật quay về một cái bản tin của thành phố Santa Ana. Khi mới đây có một cái người nhân viên đã làm việc, từng làm việc ở trường trung học Mater Dei High School thuộc về thành phố Santa Ana, đã gửi ra một cái lời đe dọa. Theo như là cảnh sát của thành phố Santa Ana cho biết rằng là hiện tại cái người trường này phải đóng cửa cho tới thứ sáu. Và cái người cái lời này đe dọa được đăng lên trên cái mạng xã hội luôn. Và nhưng mà một trong những cái người phát ngôn viên của sở cảnh sát thành phố Santa Ana là bà Maria Lopez thì bà lại không có tiết lộ ra tên của cái người đã gửi một cái lời đe dọa như vậy. Và hiện tại cho tới thời điểm này là sáng thứ năm rồi thì vẫn thông tin cho tới thời điểm này cũng vẫn chưa có thấy ai đã bị bắt vì cái lời đe dọa trên mạng xã hội đó. Và cái trường học mà trường trung học high school này vẫn tiếp tục đóng cửa cho đến hết cuối tuần này. Và cảnh sát cũng đang điều tra về cái lời đe dọa này. Theo như là những cái giới chức của cái trường Madeley cho biết rằng là sẽ chuyển sang dạy qua mạng khi mà họ biết rằng là cái lời đe dọa này có khả năng sẽ xảy ra thành sự thật đối với trường khi xuất phát vào vài tuần trước kỳ nghỉ hè. Thì chúng ta cũng đã thấy rằng là tất cả các trường trung học, tiểu học, rồi trường middle school, trung học cơ sở cũng đã bắt đầu vào những cái kỳ nghỉ và những cái graduate như vậy. Thì theo như là những cái giới chức cũng đã thông báo và gửi đến cho những cái phụ huynh là nói rằng là chúng tôi sẽ cung cấp những cái thông tin cập nhật kịp thời cho những quý phụ huynh cũng như là học sinh, và sẽ thông cảm cho chúng tôi trong cái thời điểm lúc này để mà có thể đảm bảo một cái sự an toàn khi mà đã xuất hiện cái lời đe dọa như vậy, và chúng tôi cũng vẫn đang tiếp tục điều tra. Thì cái lời đe dọa này chúng ta thấy rằng là chỉ xuất hiện sau có một tuần khi mà xảy ra cái vụ bắn xả súng vào trên cái trường tiểu học Rock Elementary của tiểu bang Texas vừa rồi, đã khiến cho hai cô giáo thiệt mạng cũng như là 19 em đã tử vong như vậy. Đây là một trong những cái vụ rất là gây chấn động. Chính vì vậy mà những cái lý do mà khi bất cứ nhận một cái lời đe dọa nào trên cái mạng xã hội thì những cái giới chức trường học họ rất là cảnh giác cao để mà bảo đảm sự an toàn cho tất cả những cái em học sinh. Thì chúng tôi cũng sẽ theo dõi tiếp để mà cập nhật cho quý vị.
Thưa quý vị, một tin xấu cho cộng đồng Việt Nam, xấu quá thưa quý vị, là ông dược sĩ Hilton bị kết tội là bán tới 750.000 liều ma túy bị kiểm soát, tức là gọi control substance, tiếng Mỹ là control substance, tức là cái thuốc mà phải được chỉ định mới được bán, phải có toa bác sĩ, phải bán dưới sự kiểm soát ngặt nghèo. Ông này đã bán tới 750.000 liều ma túy, trong đó có 500.000 viên oxycodone và hydrocodone. Những cái thuốc này là thuốc gây nghiện đó thưa quý vị, thuốc này là thuốc đau nhức nhưng mà có tính chất gây nghiện đó. Ông này không biết tham quá, chẳng biết gì, chắc giàu, ông này đã giàu lắm rồi mà vẫn còn tham, cho nên bây giờ thì cái SS Pharmacy của ông phân phát một số lớn các thuốc mà control substance này cho một cách bất hợp pháp cho người ta là lấy tiền mặt. Tức là chắc chắn là bán cho ai? Bán cho cái kẻ dùng ma túy, bán cho những cái kẻ trộm cắp, những kẻ ghiền. Cái này là lòng tham vô đáy, người Việt mình không nên làm thế. Tôi nhớ là cách đây khoảng hơn 20 mấy năm thì ở ngay California này có 3 đợt nó là truy lùng mà làm xấu hổ cho cộng đồng dễ sợ. Một đợt là truy lùng tới mấy chục viên bác sĩ là cũng bán những cái toa, viết những cái toa mà là không có đúng để lấy tiền. Xong rồi đó cũng có mấy chục cái dược phòng cũng bị đóng cửa điều tra, một số đó bị đóng phạt rất là nặng và một số bác sĩ dược sĩ mất bằng luôn. Là một lần nữa là một cuộc điều tra rộng khắp là các văn phòng luật sư là chuyên môn chế tạo vụ đụng xe giả. Những người này làm xấu hổ Việt Nam quá, trong khi Việt Nam đã nổi danh thế giới về các nhà khoa học gia, các tiến sĩ về quân sự, về chính trị. Thế mà lại có những người mà làm thương mại mà tham lam thế này để làm xấu hổ cộng đồng Việt Nam, thật là những người đã nên về Việt Nam ở đi, không nên ở đây nữa thưa quý vị. Và đây là một trong những cái tin mừng cho những người phụ nữ tại Hoa Kỳ khi mà lần đầu tiên có phụ nữ làm tư lệnh một cái binh chủng cho cái quân đội thuộc về tuần duyên của Hoa Kỳ. Thì bà có tên là Linda Fagan, bà là đô đốc. Và coi như là trước đó bà là phó tư lệnh của tuần duyên Hoa Kỳ và tham gia trong cái tuần duyên này khoảng 40 năm. Và trước đó năm 1985 thì bà cũng đã tốt nghiệp về cái tuần duyên Hoa Kỳ. Hiện tại thì bà đang đứng ở vị trí thứ 27 của tuần duyên Hoa Kỳ thuộc về binh chủng. Và cái binh chủng này cũng được thành lập năm 1915. Và sau đó khi mà xảy ra cái vấn đề ngày 11 tháng 9 vừa rồi thì cái tuần duyên Hoa Kỳ đã được đặt dưới cái Bộ Nội an kiểm soát. Thì theo như là báo cáo cho thấy rằng là bà Fagan đã lên làm tuần duyên Hoa Kỳ, lên làm từ tư lệnh luôn để thay thế cho đô đốc Carl Schultz đã không biết là nói như thế nào, là không có thấy cái thông tin về của ông Carl Schultz. Và trước đó thì bây giờ bà cũng có người con gái đã nối nghiệp bà như vậy. Thì theo như là tuần duyên Hoa Kỳ cũng cho biết rằng là có khoảng 40% những cái học viên tại New London, Connecticut là những người phụ nữ, nhưng hiện tại chỉ có khoảng là 15% trong cái tuần duyên Hoa Kỳ này là phụ nữ thôi, và 30% là người sắc tộc thiểu số. Thì bà là một trong những cái phụ nữ đầu tiên để mà có thể làm đứng lên làm tư lệnh của tuần duyên Hoa Kỳ như vậy, thì đây là một trong những cái lời chúc mừng cho bà. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng xin kính mời quý khán giả hãy giữ hệ thống bàn tầng VNTV và đến với một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho đài, và chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại phần điểm tin. Xin cảm ơn.